Đầu tiên, dì cố giết chết mẹ tôi, và bây giờ đến mẹ hết, không ai có thể cứu được dì đâu. Chúng ta chắc chắn đã bắt được dì với Lana, nhưng vẫn còn đồng phạm của dì ấy. Lúc trước là em đã đưa mẹ về nhà, nhưng lần này chính em sẽ bắt bà ấy đi tù. Là dễ đi đến Harry Quad, tôi đã sắp xếp chỗ ở đó rồi. Nếu như tôi còn nhận được bất kỳ lời phàn nàn nào về bà, thì về sau bà sẽ phải tự sắp xếp chỗ ở cho mình. Trong tương lai, nếu như mày hết gặp rắc rối vì những quyết định ngu ngốc của mình, thì không ai trong số chúng ta có thể tự tha thứ cho bản thân được đâu. Anh biết gì không sâu ra? Có một lần vào mùa đông, một em đã bị nức nẻ. Bidi đã đề nghị em ngắt một bông hồng, dùng cánh hoa bôi sữa lên môi. Và em cũng đã hái một quả hồng, nhưng có một con ong đã ở trong đó, và nó đã cắn vào má của em. Sau đó, em đã quên sạch mọi thứ vào đôi môi nức nẻ. Em nghĩ là tôi sẽ quan tâm đến những câu chuyện của em sao? Tôi không muốn nghĩ về bất cứ điều gì ngoài trừ sức khỏe của mẹ tôi thôi. Tôi không quan tâm đến em hay bất cứ người khác đâu. Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ vâng lời mẹ. Tôi luôn làm theo ý thích của tôi. Tôi đã làm những gì mà tôi muốn, và vì thói quen này mà bây giờ mẹ tôi mới trở thành như vậy. Thì lực của cậu đang yếu đi phải không Vicky? Tại sao không chịu cẩn thận? Sau ra có một vấn đề lớn. Đầu bếp vừa gọi đến, đó là chúng ta đã ký một hợp đồng công ước quốc tế. Sự kiện sẽ được diễn ra hàng năm. Các đại biểu đã đến qua Chile vào ngày mai. Sau khi nếm thử thứ ăn của chúng ta, họ sẽ quyết định thực đơn. Cậu mong tôi sẽ làm gì? Sau ra chỉ có anh mới có thể làm việc đó. Đầu bếp đã trở nên bất lực rồi. Ông ấy không thể nào thực hiện món ăn đúng chuẩn nếu như không có sự hướng dẫn của anh. Vicky nghe đi, đây là vấn đề của cậu, xử lý nó bằng mọi cách. Thôi nào sao ra, mọi người đều phụ thuộc vào anh. Các nhân viên đều không biết làm gì, và nhiệm vụ của anh là hướng dẫn cho họ. Nếu không, nhà hàng của chúng ta sẽ bị đóng cửa. Cứ làm như vậy đi. Vicky, tôi không quan tâm. Lúc này đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là mẹ tôi và sức khỏe của bà ấy. Dì về làm ơn, đừng mong đợi bất cứ thứ gì từ tôi. Mời dùng nước. Thưa ông, có một số người thích khoe khoang, nhưng thực ra họ lại chẳng có gì hết. Và chủ sở hữu của Guachili chính là ví dụ cho việc này. Không đâu, tư ngày không có chuyện đó đâu. Được rồi, sau ra anh có thể đi làm nếu anh muốn. Em sẽ chăm sóc cho mẹ, còn anh sẽ trông nom việc kinh doanh. Cảm ơn em Mehit. Cảm ơn em về lời đề nghị đó. Nhưng em biết không, tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây. Em có biết tại sao không? Bởi vì tôi biết tình trạng của bà ấy mỗi ngày. Và nếu thích em có thể đi.
Giờ xử lý gì ở Wachili? Đi. Vì em là chủ sở hữu của ngôi nhà này và các doanh nghiệp khác, giờ nên em có thể đi. Làm ơn đi sau ra. Anh phải tự tế đi. Im đi mê hết. Em không thể giải quyết được các vấn đề của tôi, do đó hãy tập trung vào công việc của mình, chăm sóc cho mẹ tôi. Còn nếu như em quan tâm đến nhà hàng như vậy, vậy tại sao không chạy đến đó? Đi đi. Như thế gia đình của em có thể chuyển tài sản của tôi sang tên của em. Đi đi, đi về điều hành nó. Cứ làm theo ý mình đi. Vicky, đi lấy thuốc cho mẹ của tôi. Đi nào. Em hiểu rồi. Sau ra, em chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Cả ngôi nhà này, cả công việc kinh doanh của anh. Đúng, em chắc chắn mong anh có thể trung thực với em, nhưng anh đã không thể làm điều đó. Vì vậy, đừng chế nhạo em về việc em đã nói mới là chủ sở hữu của tài sản. Về phần của Vicky, anh ấy lo lắng vì anh ấy biết Wachili không chỉ là một nhà hàng, mà nó còn là giấc mơ của anh, là sự cố gắng của anh. Có đúng không? Ước mơ của tôi chắc chắn đã thành hiện thực, nhưng với cái giá quá đắt. Vì vậy, bây giờ tôi không quan tâm đến việc nhà hàng đó có hoạt động hay không. Cho dù cháy đi nữa, tôi cũng sẽ không để mẹ tôi một mình vào lúc này. Em có hiểu chứ? Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ rời khỏi đi. Hãy ở yên đó, đừng để cái tù của cô lấn át hết giác quan của cô. Cô không có nơi nào để đi. Cô sẽ đi đâu với cái túi hành lý này đi? Hãy làm như Vicky đã nói, hãy ở yên trong phòng của mình và đừng làm phiền người khác. Hãy vào trong đi. Cô có thể đi đâu với đống hành lý này đi? Đi vào trong. Thưa ngài. Thưa ngài. Em đã viết công thức về cách pha chế. Em đã làm một bản danh sách cần thiết để pha chế thuốc rồi, cũng như tỷ lệ pha trộn của chúng. Mẹ hết đi đâu rồi? Thưa ngài, cô ấy vừa ở trong bếp một lúc. Tất cả những thứ này là gì? Có gì quan trọng gì mà em cần phải đi? Không phải hôm qua anh đã nói là anh sẽ ở nhà chăm sóc cho mẹ, còn em sẽ giải quyết công việc sao? Đó là lý do tại sao em đã viết công thức này cho anh. Hãy điều chế thuốc và hoàn thành các công việc chăm sóc mẹ. Tôi biết rồi, nhưng tôi không biết công việc nào quan trọng đến mức để em phải rời khỏi mẹ để đi giải quyết. Em đang đi đâu đó? Tôi đang nói chuyện với em mà. Mẹ hết. Này, mẹ hết. Tôi đang nói với em. Tôi đang nói với em có nghe không? Gì vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao? Tại sao hai đứa lại cãi nhau vào lúc này? Ít nhất thì con cũng đừng chống đối con bé chứ. Dì hỏi cô ấy đi. Cô ấy muốn đi đâu? Cô ấy thậm chí còn không trả lời con nữa. Cô ấy thậm chí để mẹ con một mình trong tình trạng này. Em không để mẹ một mình. Được rồi, em đã chuẩn bị thuốc mỡ cho mẹ bôi vào buổi chiều. Con cũng đã nói cho anh ấy cái công thức pha trộn, và anh ấy muốn chăm sóc mẹ. Vậy thì bây giờ em sẽ đi xử lý công việc nhà hàng. Chẳng phải anh đã nói rằng em hãy điều hành công việc kinh doanh, vì đó là trách nhiệm của em. Được thôi, bây giờ em sẽ đi hoàn thành trách nhiệm của mình. Em bị mất trí rồi sao? Em đang nghĩ gì? Điều hành nhà hàng quan trọng trong lúc này sao? Còn nữa, em không biết gì về kinh doanh. Em sẽ làm gì ở đó?
khi thậm chí còn không biết điều hành ra sao. Sau ra, gia đình em đã vậy, làm gì không phải là lựa chọn, mà đó chính là bắt buộc. Nếu chúng ta không làm gì, thì chúng ta không thể kiếm sống. Anh quên điều đó rồi sao? Còn nữa, anh đang làm gì vậy sau ra? Anh đang quay lưng lại với nhà hàng của anh, nơi mà anh đã cố gắng xây dựng. Anh đã bỏ qua thực tế rằng, đó không chỉ là giấc mơ của anh, mà còn là giấc mơ của mẹ nữa. Và khi bà ấy tỉnh dậy, bà ấy sẽ rất đau lòng khi biết được công việc kinh doanh đang bị hủy hoại, trong khi bà ấy không được khỏe. Đúng vậy, em không thể để mẹ một mình trong tình trạng như vậy, nên em đã quyết định để đứa con trai nhỏ của bà có học thức, có trách nhiệm ở bên cạnh bà ấy. Anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào khi có chuyện gì xảy ra, khi anh không chăm sóc cho bà ấy một mình được. Sau ra, em xuất thân từ một gia đình trung lưu, và chúng em đã được dạy cách xử lý công việc và các mối quan hệ, cũng như các tình huống xảy ra trong công việc kinh doanh. Ta phải công nhận sau ra, mẹ hết đã đúng trong trường hợp này. Tại sao cái gì cũng đứng về phía cô ấy? Mẹ hết đã làm sai chuyện gì chứ? Một trong hai đứa phải thể hiện sự trưởng thành của mình đi. Bạn viết tay của cô ấy thật tệ. Chữ viết quá xấu, mình không thể nào đọc ra. Nhưng mình phải làm thế nào đi? Mình sẽ phải hỏi mày hết. Dân sao ra, mày hết. Cái chai màu vàng là gì? Ý tôi là nguyên liệu trong đó là gì? Đó là lá húng quế. Đừng lo, nó sẽ có lợi cho mẹ. Chữ viết tay của em quá xấu. Nói cho tôi biết, em viết chữ bằng chân sao? Tôi không hiểu gì hết. Tôi phải thêm cái gì vào nước lá húng quế đi. Đợi một chút, ở đây ồn quá, em sẽ ra ngoài nói chuyện với anh. Nghe đi, giữ máy đi, đừng có tắt máy. Được rồi. Thưa bà, tôi phải làm cái gì nữa đây? Ồ, sao ra, chờ em một chút. Mày hãy làm ơn cho tôi biết cách pha chế. Em có thể tiếp tục công việc của mình sau đi. Nấm. Nấm sao? Không, em không nói với anh.
Nghe em này, lấy một thìa nước từ chai màu vàng và trộn vào nước đun sôi, được chứ? Không, tôi không nói với ông. Ông phải trộn nấm vào trong thịt trước, được chứ? Mê hết. Em chỉ có thể làm một việc tại một thời điểm thôi. Làm ơn hãy chỉ cho tôi cách pha chế đi. Được được, em sẽ nói với anh. Thưa bà, món tráng miệng là gì? Chúng ta sẽ chuẩn bị bánh táo. Giúp bánh táo của em xuống địa ngục đi. Giờ hãy chỉ tôi cách pha chế thuốc này đi. Làm ơn, tôi không đùa đâu mê hết. Tình trạng của mẹ đang xấu đi. Sau ra, đừng lại hén nữa. Em sẽ nói với anh. Lấy 2 thìa nước từ chai màu xanh và 1 thìa nước từ chai màu vàng. Được rồi. Đun sôi chúng trong nồi nước có chứa lá nêm, được chứ? Khi đã làm xong, hãy lấy aguagana. Nó ở... Anh có thể tìm thấy nó ở trong cái chai bên cạnh. Cái chai có màu xanh. Hãy gọi cho em sau khi anh đã làm xong mọi gì. Em sẽ cho anh biết phải làm gì, được chứ? Mệt hết, mệt hết. Không biết bản thân cô ấy đang làm gì nữa. Cô ấy nghĩ mình là nữ doanh nhân hàng đầu sao? Mày hết sao ma? Này, tôi có yêu cầu cậu phải dọn dẹp không? Cậu đã trộn hết tất cả mọi thứ lại rồi. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ chúng cần phải được sắp xếp lại trước khi tôi mất bình tĩnh và đánh cậu. Thì hãy biến khỏi đây đi, biến đi. Rời khỏi đây. Nhà hàng của cô thật là đẹp. Cảm ơn vì đã khen. Và đồ uống ở đây thật tuyệt. Cảm ơn vì lời khen. Tiện đây cho tôi hỏi, tại sao không thấy Sora Kana? Có vấn đề gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không, thưa ngài, thực ra ông Kana không có ở đây. Nhưng vợ của ông ấy Mehet Kana đang ở đây. Trên thực tế thì cô ấy là người đã quyết định những thực đơn này. Mình sẽ về nhà khi chuẩn bị xong. Hẳn là Sora đang rất lo lắng. Vicky giờ đi ra, có thể lo lắng ở đây. Xin chào, Vicky. Gọi mẹ hết nghe máy đi. Trường hợp khẩn cấp. Thưa bà, các đại biểu đang muốn gặp bà. Hãy nhanh đến đó. Tôi biết rồi, chờ một chút. Mẹ hết, Vicky, tôi sẽ quay lại. Mẹ đang không được khỏe. Mình không thể dành quá nhiều thời gian ở đây được. Xin chào. Sao rồi? Sao ra, các đại biểu đang ở đây, mẹ hết phải đi gặp họ. Em sẽ nói chuyện với chị ấy sao? Tôi không quan tâm đến các đại biểu. Hãy ném họ ra ngoài đi. Yêu cầu mẹ hết nói chuyện với tôi ngay lập tức. Chờ một chút. Bà Kana, thức ăn ở đây rất ngon. Nhưng đây là một sự kiện quốc tế, với các đại biểu đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức và Singapore sẽ tham gia. Bà sẽ phải trình bày các món ăn với các quốc gia này. Tất cả những món ăn của bà sẽ phản ánh nền văn hóa của quốc gia chúng ta. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi không biết nhiều về điều đó. Không sao đâu bà Kana, bà đã hoàn thành vòng đầu tiên. Bây giờ thì bà chỉ cần tập trung vào việc tạo ra các món ăn ngon thôi, như vậy đã đủ rồi. Được chứ? 3-4 ngày nữa chúng tôi sẽ trở lại nếm thử chúng, được chứ? Dần dần tất nhiên thưa ông. Chúng tôi xin phép đi trước. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Đi thôi. Priya, sao cô lại đồng ý với họ? Giờ làm sao để có thể thực hiện được điều đó? Tôi không có nhiều kiến thức về ẩm thực của Pháp, Ý, Đức gì đâu. Mẹ hết, Sora đang gọi đó. Trường hợp khẩn cấp. Được rồi. Thưa ông Vicky, chúng ta phải làm sao để thuyết phục bà Sama giải quyết hợp đồng này đi? Nếu không tôi sẽ bị mất việc mất. Làm ơn thưa ông. Dân sao ra? Nghe để mẹ hết, mẹ đang sốt cao. Dạ, cơn sốt của bà ấy không giảm. Cái gì? Không phải anh đã pha thuốc rồi sao? Tôi không biết cách để pha thuốc mở. Và tôi cũng không biết cách để pha thuốc uống. Vì chữ viết của cô quá xấu. Và Aquara đã làm xáo trộn tất cả loại thuốc. Nghe em đi, có một cái chai màu xanh. Anh lấy 2 muỗng cà phê thuốc đó. Rồi sao? Lấy một thìa thuốc từ lọ màu vàng, đun sôi chúng với nước nóng và thêm lá nêm vào.
Mê hết tôi thật sự là không hiểu gì hết. Được rồi, tôi giảng đi, em sẽ về ngay. Vicky, tôi phải về ngay bây giờ. Hãy xử lý ở đây đi, tôi có thể đưa cô về. Không cần đâu, tôi sẽ tự lo. Dân, tôi muốn nói chuyện với bác sĩ Đào Quát. Tôi là Sao Ra, nhanh lên. Bác sĩ Đào Quát đang có một ca cấp cứu. Gì chứ, khoảng 2 giờ nữa sẽ nghe máy. Cái gì? Sao Ra, cơn sốt của bà ấy không giảm một chút nào. Nhiệt độ thân thể của bà ấy đang tăng cao. Aquara, tình trạng của mẹ sao rồi? Cô về muộn quá. Ông chủ đã đưa bà ấy đến bệnh viện rồi. Làm ơn giữ xe hộ tôi. Cứ tiếp tục bôi thuốc mỡ, chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân. Tôi sẽ thông báo kết quả sau vài giờ nữa. Hãy chăm sóc tốt cho bà ấy. Sau ra, ta sẽ đi lấy thuốc. Đứng lại đó. Cô không cần thiết phải đến gần mẹ tôi, cô hiểu chứ? Đi, và lo cái nhà hàng của cô đi. Đi đi, với cô công việc là quan trọng mà. Cứ đi đi. Sau ra em xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh thôi. Dừng lại đi mày hết. Dừng việc giả dờ trước mặt của tôi lại đi. Nếu cô quan tâm đến mẹ của tôi thì cô đã ở nhà chăm sóc cho bà ấy rồi, chứ không phải chạy đến nhà hàng đó để giải quyết công việc. Khi cô đến nhà tôi, cô đã nói rằng cô đến để chăm sóc cho mẹ của tôi. Nhưng khi thấy nhà hàng của tôi đang bị thua lỗ thì cô đã chạy đến đó để giải quyết. Trách nhiệm của cô là nó mà. Sau ra em đã chuẩn bị mọi thứ trước khi em rời đi, không phải vậy sao? Em nghĩ anh có thể xử lý được mọi gì. Sau ra, ngay khi biết tin mẹ không được khỏe, em đã dội dàng đến đây. Em xin lỗi, nhưng làm ơn, làm ơn đừng hiểu lầm em. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ đối với em đâu. Nhưng nó có sự khác biệt giữa lời nói và hành động. Và cô đã không làm gì. Từ bây giờ, em sẽ không đến nhà hàng nữa. Con xin lỗi mẹ ơi. Đây là lỗi của con. Con sẽ không lặp lại sai lầm này nữa. Con sẽ không để mẹ ở đây nữa đâu. Xin chào. Thứ ngày, cô Sama không trả lời điện thoại của tôi. Làm ơn hãy nói cho cô ấy, đây là trường hợp khẩn cấp. Nghe đi, từ giờ đừng gọi cho tôi, để tìm mẹ hết nữa được chứ? Hiểu chứ? Dân, thưa ngài.
Nhưng Behet, con không có lỗi gì. Con đã làm những gì con cho là đúng. Giờ đừng lo lắng về điều gì. Cô ơi, con nghĩ rằng con có thể đồng thời lo liệu cả công việc và gia đình. Này Behet, sẽ rất khó khăn cho bất cứ cô gái nào khi vừa quản lý công việc kinh doanh và vừa phải chăm sóc cho gia đình của mình cùng một lúc. Nhưng chỉ có con mới hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc gia đình như thế nào. Vâng thưa cô, giờ con sẽ không đến nhà hàng nữa đâu. Con không muốn làm tổn thương gia đình của mình để trở nên thành công. Nói thật sự vô nghĩa cô ơi, con đến đây là để chăm sóc cho mẹ của con. Con sẽ ở bên cạnh bà ấy và con sẽ làm mọi việc, kể cả việc nhà, nếu đó là cần thiết. Kanta, em cũng muốn nói chuyện với Behet. Behet, Mashi muốn nói chuyện với con. Vâng. Chào Behet. Vâng cô ơi, con đừng làm mọi việc, ta sẽ qua đó với con. Quả có thể đến nơi hồ qua đó với con, nó sẽ giúp con một số gì, được chứ? Mẹ ơi, con uống cà phê. Shono, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Làm ơn hãy mở mắt ra, Shono. Cô ơi, Shono, xảy ra chuyện gì? Cô ơi, cô Mashi, cô Kanta. Ravi, đến đây nhanh lên. Mở mắt ra đi, Shono. Shono, có chuyện gì vậy? Ta không biết có chuyện gì nữa, Shono. Shono. Dì ơi, con phải về nhà một chuyến, có chuyện đã xảy ra với Shono. Con nghĩ là có trường hợp khẩn cấp, có việc gì đó đã xảy ra với Shono rồi. Dạ, con không gọi được cho mọi người. Mẹ hết, con về nhà đi, sau đó hãy kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng con muốn ở đây một lát. Con sẽ gọi cho mọi người sau, nếu như có thể liên lạc được. Con nghĩ là sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Giờ cô nên về nhà đi, đừng ở đây nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, vì nếu có chuyện gì xảy ra với người nhà của cô thì tất cả họ sẽ đổ lỗi cho tôi. Sao ra, thế giới này không hề xoay quanh anh đâu. Mẹ không được khỏe, về Shono đang xảy ra chuyện, về nhà hàng của anh đang không ổn, về em đang cố hết sức để giúp anh giải quyết nó. Và nếu như anh muốn làm việc gì đó cho em thì làm ơn đi sau ra, ngừng chế nhạo em vào những lúc như thế này. Sau ra, con bé nói đúng đó, khi mọi thứ đã ổn rồi thì con có thể tiếp tục đối chọi với nó. Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi có việc phải đến đây hi. Tôi sẽ cho cô quá giang. Còn chờ gì nữa? Nếu muốn đi thì hãy đến cổng chính đi. Mẹ hết, nhanh đi con. Tôi không biết thưa bác sĩ, tôi thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên sàn. Đừng lo, cô ấy sẽ ổn thôi. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra với Shono? Tôi có nên vào trong với họ không? Tôi đã nói với Shono rất nhiều lần không được bỏ bữa sáng, nhưng con bé đã không nghe. Nó đã đưa ra rất nhiều lý do. Thôi nào mẹ ơi, Shono đã nằm bất tỉnh phía sau mọi người, nhưng mẹ lại đang nói chuyện điện thoại với mẹ hết. Mẹ không quan tâm đến cô ấy. Mohit, cấm miệng lại. Tại sao lại mắng Mohit? Tại sao thằng bé không được nói sự thật? Mohit hoàn toàn đúng, và nó đang nói sự thật. Kanta và Mansi không hề quan tâm đến Shono một chút nào. Dừng lại đi. Tại sao tôi phải dừng lại? Mọi người chỉ quan tâm đến mê hết. Mê hết, mê hết, mê hết. Ngoài ra không quan tâm đến ai.
Như thể mọi vấn đề của Mehet là được ưu tiên hàng đầu trong nhà này. Vậy mọi người không quan tâm đến những thành viên còn lại? Không đâu chú ơi, xin đừng nói như vậy. Mẹ và cô không có lỗi đâu. Chuyện không phải như vậy. Kanta và em... Đủ rồi Mashi, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Thưa bà, mọi thứ ổn chứ? Không có gì nghiêm trọng phải không? Không có gì phải lo lắng. Có tin tốt cho mọi người đây. Thưa bà, không lâu nữa bà sẽ được nhìn thấy chắc của bà thôi. Tôi sẽ tiễn bác sĩ ra ngoài. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Bây giờ làm ơn dừng lại đi. Đợi một chút. Xin chúc mừng, chúc mừng. Một cô gái xinh đẹp. Thần linh sẽ bảo vệ cô thoát khỏi những điều ác. Đây là một dịp hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều. Thần linh sẽ ban phước cho anh, Sama. Mọi người nghe đi. Tôi sắp được lên chức. Được làm ông rồi. Mọi người mau chúc mừng tôi đi. Không phải cô nói có chuyện nghiêm trọng xảy ra sao? Và đây là chuyện nghiêm trọng sao? Mình đã để điện thoại trong xe mất rồi. Cứ tiếp tục vào xem có chuyện gì. Chào mê hết, chúc mừng con. Con sắp trở thành cô rồi. Ôi mê hết, xin chúc mừng. Ta rất mừng vì con đã ở đây. Chúc mừng con nhé. Sono đã mang thai. Chúc con luôn tràn đầy hạnh phúc. Chúc con cũng sẽ có em bé. Xin chúc mừng buổi.
Cảm ơn anh Sora. Sono, vào trong nhà nghỉ đi. Ở đây không tốt cho em đâu. Nào đi thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Manshi, Neho, vào trong đi. Nhưng thưa cha, Neho, ta đang yêu cầu con. Ravi, ông của con, Ravi và cả Mohit, họ vẫn chưa hết buồn. Cô ơi, con không sao đâu. Con có thể hiểu mà. Sẽ không dễ dàng gì để tất cả mọi người có thể quên đi. Và đây là thử thách của con. Và cô cũng nên vào nhà cùng mọi người đi. Chúng con vội vã đến đây chỉ vì nghĩ rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Bà Karuna thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi thưa cô. Mẹ con sẽ được xuất viện ngày mai. Bây giờ chắc chắn mẹ hết cảm thấy rất cô đơn. Cô ơi, cô hãy đi chăm sóc cho Sono. Chúng con xin phép. Sono đã rời khỏi tôi chính vì hai người họ. Di Tiên Minh sẽ lợi dụng họ để đưa con gái của mình về nhà. Mê hết về sau ra. Bây giờ cả hai sẽ phải nhận cảm giác khi bị gia đình rời bỏ các người như thế nào. Vì con gái của ta đã phải rời xa ta, các người sẽ phải trả giá vì điều đó. Và các người sẽ nhận được điều tương tự như vậy. Xin chào, mày hết, làm ơn được gá máy. Ta là Sita. Cuộc sống của ta đang trở nên khốn khổ chỉ vì những gì ta đã làm. Ta đã bị tách khỏi con gái yêu dấu của mình, Sono rồi. Mày hết, làm ơn hãy làm gì đó đi. Hãy tìm cách cho ta được gặp con gái của ta. Xin hãy làm ơn giúp ta, cho ta gặp Sono một lần thôi, chỉ một lần. Mẹ hết yêu quý, ta sẽ quỳ gối xuống chân của tất cả mọi người để xin mọi người có thể tha thứ cho ta. Ta không thể rời xa đứa con yêu quý của ta được nữa. Ta không biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu nó. Mẹ hết, ta muốn dành phần đời còn lại của mình cho những người thân của ta. Dì ơi, xin đừng lo lắng. Con sẽ làm mọi thứ để mọi người có thể hiểu và chắc rằng mọi người sẽ tha thứ cho dì tôi. Và gia đình con cũng yêu quý Sono. Xin dì đừng lo lắng nữa. Bảo trọng nhé. Cảm ơn con yêu. Tình trạng của cô chưa đủ hỗn loạn sao?
Giờ giờ cô lại muốn giúp đỡ người khác. Cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện vì dì Sita đó rồi. Giờ giờ cô lại muốn giúp dì ta đoàn tụ với số nội sao? Các thành viên trong gia đình của cô đã rất khó chịu với cô rồi. Sau ra tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Giờ đừng làm bất cứ điều gì khi chúng ta đang tức giận. Em chắc chắn rằng anh hiểu điều đó. Giờ dì Sita cũng đã phạm sai lầm, nhưng bà ấy đã hối hận về hành động của mình rồi. Bà ấy muốn được con gái của mình tha thứ. Vậy thì điều đó có gì sai? Sono là con gái của dì ấy. Hơn nữa, Sono bây giờ đang mang thai và cô ấy đang cần sự chăm sóc của mẹ ruột của mình. Nhưng tôi lại không nghĩ là bà dì Sita đó đã thay đổi đâu. Vậy tôi nghi ngờ bà ta đang lợi dụng cô. Cô biết đấy, những người như bà ta sẽ không bao giờ có thể thay đổi được bản thân, vì họ không thể nhìn thấy được người khác hạnh phúc. Nhưng cô không bao giờ rút ra được bài học nào từ họ cả. Nhưng sau ra, làm ơn đi mi hết. Tôi đã thành công vì tôi biết đánh giá những người như vậy. Tôi hiểu rất rõ về họ và tôi biết họ muốn gì. Bà dự định sẽ làm gì sau khi đã giàu được ngôi nhà đó? Họ đã khiến cho gia đình ta tan nát. Vậy thì bây giờ ta sẽ đảm bảo rằng gia đình họ cũng sẽ tan nát. Ta đã bị tách ra khỏi đứa con gái của mình. Vậy thì ta cũng sẽ khiến cho đứa cháu của họ rơi khỏi họ vĩnh viễn. Cha Sita, tôi đã muốn làm điều tương tự. Mẹ hết về sau ra, không từ thủ đoạn nào để làm bể mặt con trai của tôi. Vậy họ đã phạm sai lầm. Vậy thì chúng ta hãy hợp lực cùng nhau làm điều đó đi. Hãy làm cho cuộc sống của gia đình Khanna và gia đình Sama khốn khổ trong địa ngục đi.